Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 30 của loạt bài học về cấu trúc động từ đi kèm giấy từ. Và trong bài này chúng ta sẽ học một động từ khác cũng đòi hỏi giấy từ the. Đó là động từ se réjouir de quelque chose hoặc là se réjouir de faire quelque chose đi với động từ nguyên thể. Động từ se réjouir de quelque chose có nghĩa là cảm thấy sung sướng, cảm thấy thỏa mãn về một chuyện gì. Như vậy chúng ta thấy chỗ này dứt khoát là phải để quelque chose, chúng ta không thể để quelqu'un, không thể nói là cảm thấy sung sướng thỏa mãn về ai, mà luôn luôn là phải một danh từ chỉ vật hoặc là một động từ nguyên thể. Ví dụ, cô ta vui mừng về kết quả của mình, kết quả là một danh từ chỉ vật. Elle se réjouit de son succès, có nghĩa là elle est heureuse de son succès, cô ta vui mừng về kết quả của mình, tức là cô ta sung sướng về kết quả của cô ta. Chúng tôi sung sướng được gặp lại các bạn. Nous nous réjouissons de vous voir. Vậy đi theo là một động từ nguyên thể, có nghĩa là nous sommes heureux de vous voir. Chúng ta cũng để ý là động từ se réjouir là một động từ nhóm 2. Rồi nó chia ngôi thứ nhất số nhiều là nous nous réjouissons, động từ nhóm 2. Và bây giờ chúng ta cũng cần để ý tới ngoài động từ trực tiếp là réjouir. Ở bên trên, se réjouir có nghĩa là cảm thấy vui mừng. Và ở bên dưới, réjouir là làm cho vui mừng, làm cho người ta hạnh phúc, làm cho người ta hân hoan. Nó được dùng để diễn tả hành động khiến cho ai đó cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ, cela me réjouit, cái chuyện đó làm cho tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Cái chuyện gì đó chúng ta không có nói ra. Chuyện đó làm cho tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Hoặc là le cadeau a réjoui tout le monde. Cái món quà này đã làm cho tất cả mọi người vui mừng. Có lẽ là một món quà tập thể đã tặng cho một cái tập thể. Thì cái món quà đó làm cho tất cả mọi người vui mừng. Như vậy đây là ngoại động từ trực tiếp, làm cho vui mừng, làm cho hạnh phúc. Khác với ở bên trên, se réjouir là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui mừng. Ở dưới là làm cho hạnh phúc, làm cho vui mừng. Và sau đây chúng ta học một số từ ngữ cùng gia đình với động từ se réjouir. Từ ngữ thứ nhất là một danh từ, la réjouissance, là sự vui mừng. Ils ont exprimé leur réjouissance après la victoire. Sau cái chiến thắng thì họ đã biểu tỏ cái sự vui mừng của họ. Ils ont exprimé, họ đã biểu tỏ leur réjouissance, biểu tỏ cái sự vui mừng của họ après la victoire, sau chiến thắng. Và chúng ta có tính từ réjouir masculine hoặc là réjouir féminin là hân hoan, là vui sướng. Cô ta vui sướng khi nghe tin này. Elle était toute réjouie d'apprendre la nouvelle. Khi nghe cái tin này, apprendre ở đây là nghe thấy, là được biết. Nghe thấy cái tin này thì cô ta rất là hân hoan, vui sướng. Trước khi đi qua phần tập đặt câu, chúng ta cũng cần phân biệt lại động từ se réjouir de đi với động từ nguyên thể hoặc là danh từ chỉ vật. Động từ réjouir là làm cho, ở trên là cảm thấy sung sướng thỏa mãn, ở dưới là làm cho vui mừng sung sướng thỏa mãn. Và bây giờ chúng ta làm một số câu với động từ se réjouir. Ở trong năm câu đầu tiên chúng ta sẽ thực tập với động từ se réjouir ở thì hiện tại. Tôi vui sướng báo tin cho bạn là tôi đã đoạt giải. Je me réjouis de. Tôi vui sướng, tôi cảm thấy sung sướng. Je me réjouis de vous annoncer que. Je me réjouis de vous annoncer que j'avais remporté le concours. Je me réjouis de. Ở đây chúng ta thấy động từ se réjouir thì đi với giới từ de, je me réjouis de. Loan báo cho bạn biết rằng, loan báo cho bạn biết rằng tôi đã đoạt được giải. Concours là một cái kỳ thi, một kỳ thi tuyển chẳng hạn, ra một cái thi để đạt một cái gì đó thì không có điểm đậu và điểm rớt, chỉ có ai được cái điểm cao nhất thì người đó sẽ đoạt giải. Do đó chúng ta dùng động từ remporter le concours. Chúng ta không dùng động từ réussir giống như là thành công trong kỳ thi. Kỳ thi người ta cho chúng ta một cái điểm số, nếu đạt được cái điểm đó thì mới đậu. Ở đây không có cần một cái điểm nào hết, nhưng mà cứ chọn những người tốt nhất để trao giải.
Tôi báo tin cho bạn một cách sung sướng là tôi đã đoạt giải Cờ Javert Hamburg Telecom Cour. Họ vui sướng được vì được đi nghỉ sau một năm làm việc cật lực. Họ vui sướng. Chúng ta dùng ở hiện tại đi. Il se réjouit de prendre les vacances. Vacances đi nghỉ. Nghỉ sau một năm, après une année de travail, một năm làm việc intense là với nhịp độ cao. Il se réjouit de. Để chúng ta thấy đi với một động từ nguyên thể này. De prendre les vacances après une année de travail intense. Après une année. Câu số 3, cô ta rất vui khi nghĩ đến việc gặp lại bạn cũ cuối tuần này. Cô ta rất vui. Elle se réjouit. Elle se réjouit. Với ý nghĩa là à l'idée, elle se réjouit. Tôi xin sửa lại. Elle se réjouit. À l'idée. À l'idée de revoir ses amis ce week-end. Cuối tuần này sẽ gặp lại được một số bạn. Elle se réjouit à l'idée de. À l'idée de revoir ses amis ce week-end. Anh ta sung sướng với công việc mới. Công việc mới là một cái vị trí làm việc mới. Un nouveau poste. Il se réjouit de son nouveau poste. Chúng ta cũng cần nói lại là post là một danh từ giống được masculine, là nói về một vị trí làm việc. Post nếu là một danh từ feminine thì có nghĩa là bưu điện. Ở đây là danh từ masculine, một vị trí làm việc. Anh ta rất là hân hoan, vui mừng với cái vị trí làm việc mới của anh ta. Il se réjouit de son nouveau poste. Câu số 5, hàng năm khi lễ Noel đến gần là lũ trẻ rất vui mừng. Les enfants se réjouissent à l'arrivée. Arrivée là sự đến de Noël. Les enfants se réjouissent à l'arrivée de Noël. Ở năm câu trên, động từ se réjouir có khi không có bổ ngữ. Tôi cảm thấy hân hoan vui sướng. Ví dụ các trẻ em cảm thấy hân hoan vui sướng. Có thể đi với một động từ nguyên thể il se réjouit de prendre vacances, và cũng có thể đi với một danh từ il se réjouit de son nouveau poste. Và sau đây chúng ta làm năm câu khác với động từ se réjouir ở thì quá khứ. Khi chia động từ se réjouir ở thì quá khứ thì chúng ta phải dùng trợ động từ être. Tôi đã rất vui sướng được gặp lại bạn bè sau một thời gian dài không gặp nhau. Tôi đã rất vui sướng. Đây là quá khứ. Je me suis réjoui de. Đó là động từ se réjouir được chia thì quá khứ. Được gặp lại bạn bè. De revoir mes amis sau một thời gian dài. Après une longue période. Après une longue période sans se rencontrer. Rencontrer cũng là gặp. Sans rencontrer và ở dạng phản thân là gặp nhau. Une période sans se rencontrer. Je me suis réjoui de revoir mes amis après une longue période sans se rencontrer. Cô ta đã rất vui khi nghe tin được nhận vào trường đại học. Cô ta đã rất vui. Elle s'est réjouie. Ở
đây động từ sở dĩ duy là chỉ ở quá khứ và chủ ngữ là một người phái nữ, do đó chúng ta phải thêm ô ở trên không thêm je me suis réjoui, ở dưới là phải có bởi vì chủ ngữ là một người phái nữ. Cô ta rất vui sướng, elle se réjouit khi nghe tin en apprenant la nouvelle d'être acceptée à l'université. Elle s'est réjouie en apprenant la nouvelle d'être acceptée à l'université. D'être acceptée Chúng ta cũng có thể làm câu này với cái cách như sau. Cô ta rất vui. Elle se réjouit. Elle se réjouit. Réjouit. En apprenant qu'elle avait été accepté à l'université. Hai câu này giống nhau. Elle se réjouit en apprenant la nouvelle d'être accepté à l'université. Hoặc là elle se réjouit en apprenant que, khi hay tin rằng, en apprenant qu'elle a été acceptée. Qu'elle avait été acceptée, c'est le plus que parfait. Bởi vì trong mệnh đề chính, động từ đã ở quá khứ, thì động từ ở này phải ở plus que parfait bởi vì nó xảy ra trước. Cô ta đã được nhận vào trường đại học và cô ta tỏ vẻ là vui mừng. En se réjouit, như vậy động từ ở sau phải chia ở plus que parfait. Lũ trẻ đã rất vui khi mở các món quà Noel. Lũ trẻ, les enfants se sont réjouis. Les enfants se sont réjouis. Chủ từ là danh từ số nhiều. Do đó chúng ta thấy réjouis đây phải thêm s. Se sont réjouis en découvrant les cadeaux de Noël. Les enfants se sont réjouis en découvrant, khi chúng khám phá ra các cái món quà Noel, les cadeaux de Noel. Câu số 9, bạn đã rất vui khi thi đậu, phải không? Đây là một câu hỏi, bạn đã rất vui, tu te réjouis. Tu te réjouis. Sau khi, après avoir réussi à donc réussir quelque chose là một ngoài động từ trực tiếp, do đó chúng ta không để giấy từ réussir l'examen. Còn bây giờ chúng ta hỏi n'est-ce pas để hỏi xem có đúng hay không. N'est-ce pas tu te réjouis. Bạn rất là vui, tu te réjouis. Après avoir réussi l'examen, n'est-ce pas? Bạn đã rất vui khi thi đậu, phải không? Chúng tôi rất sung sướng khi nghe tin vui này. Chúng tôi rất sung sướng. Nous sommes réjouis en apprenant cette bonne nouvelle. Nouvelle là một tin tức tốt. Nous nous sommes réjouis en apprenant cette bonne nouvelle. Đây là câu nói về một động từ ở quá khứ, động từ se réjouir ở quá khứ. Và sau đây chúng ta sẽ làm 5 câu với dạng imperatif.
Câu số 11, chúng ta hãy vui mừng về những khoảnh khắc được gần bên nhau. Chúng ta hãy vui mừng. Rejuisonu. Rejuisonu. Chúng ta hãy vui mừng. Rejuisonu. Ju isonu về những khoảnh khắc demo mo sống bên nhau assez ensemble. Đây là một câu mệnh lệnh, chúng ta để dấu tấm than. Rejouissons-nous des moments passés ensemble. Chúng ta hãy vui mừng về những khoảnh khắc được sống gần bên nhau. Câu số 12, chúng ta hãy vui mừng vì mùa xuân đến rồi. Chúng ta hãy vui mừng. Rejouissons-nous de l'arrivée du printemps. Chúng ta hãy vui mừng về cái chuyện này. Rejouissons-nous về cái chuyện này. Đó là mùa xuân đã đến. Câu số 13, hãy vui mừng với từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Đây là nói với một người thứ hai. Bạn hãy vui mừng. Réjouissez-vous des moments précieux de votre vie. Được sống là một cái chuyện rất là hạnh phúc. Các bạn hãy phải vui mừng, hân hoan. Réjouissez-vous des moments précieux de votre vie, những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời. Câu số 14, hãy vui mừng về những niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Hãy vui mừng, chúng ta cũng dùng câu thứ hai số nhiều. Réjouissez-vous des petits bonheurs quotidiens. Quotidiens. Réjouissez-vous des petits bonheurs quotidiens. Các bạn hãy vui mừng về. Đây cũng là đề này. Các bạn hãy vui mừng về những cái niềm hạnh phúc nho nhỏ hàng ngày. Và câu số 15, bạn hãy vui về chuyến đi sắp tới. Réjouissez-vous du voyage à venir. Nó sẽ rất là tuyệt vời. Ce sera incroyable. Réjouissez-vous. Các bạn hãy cảm thấy vui về chuyến đi sắp tới. Du voyage à venir. Ce sera incroyable. Như vậy trong bài này chúng ta vừa làm 5 câu với động từ se réjouir ở thì hiện tại. Chúng ta cũng đã làm 5 câu với động từ se réjouir thì quá khứ. Và sau cùng chúng ta đã làm 5 câu với động từ se réjouir ở imperatif. Xin chào tất cả mọi người.